Ngày hôm sau, Vũ Dịch Đức có nói đưa Đặng Song Nhi về nhà của cô chơi một buổi, cho đúng phép tắt lễ nghi. Dù ông Đặng có là người làm ở Vũ Gia, nhưng hiện tại ông đã là ba vợ của anh, Vũ Dịch Đức hôm nay ăn mặc đơn giản. Chỉ chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, anh ngồi ở sofa sảnh lớn trầm ngâm lướt iPad, xem báo chí viết gì về hôn lễ của mình, Đặng Song Nhi nhẹ nhàng đi xuống. Chiếc đầm hoa nhẹ nhàng nhưng tinh tế khiến cô càng thêm đầm thắm, Thùy Mỹ, anh ơi! chúng ta đi được rồi. Vũ dịch đức gật đầu nhưng không nhìn lên cô. Đặt chiếc iPad xuống bàn, anh đứng dậy, theo thói quen đút một tay vào túi quần tây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi anh nhìn sang đặng sông nhi, anh chết trân tại chỗ, đôi mắt say đắm nhìn cô chẳng chớp mắt, nụ cười của sông nhi thật đẹp. Má lúng đồng tiền ẩn ẩn, hiện hiện duyên dáng khiến đầu óc anh như lạc mất lối, anh ơi. Hả? Đi chưa à? đặng sông nhi thẹn thùng cúi mặt môi đỏ mím lại khi vũ dịch đức cứ đắm đuối nhìn mình từ đi thôi nhà của cô ở trong một con hẻm nhỏ xe ô tô không thể chạy vào thế nên xe được đổ bên ngoài vũ dịch đức và đặng sông nhi phải đi bộ vào trong ông đặng ở trước nhà loay hoay nhìn thấy con gái và con rể ông mỉm cười hiền hòa cúi đầu trước vũ dịch đức thiếu gia ba đừng gọi con như vậy nhưng ba con hiện tại là con rể của ba Ba gọi con như thế, mọi người lại cho rằng con, không, không, ba không có ý đó. Chỉ là ba đã quen miệng rồi. Vũ Dịch Đức mỉm cười, gật đầu, ông đặng năm nay đã 47 tuổi. Là tài xế kim luôn làm vườn cho Vũ gia. Nhưng ông đã nghỉ lái xe từ 4 năm trước vì tuổi đã cao, không còn thích hợp, công việc hiện tại chỉ làm vườn, chúng ta vào nhà thôi. Vũ Dịch Đức dứt câu liền kéo đặng Song Nhi vào trong. Cô nãy giờ đứng nép phía sau anh, đôi mắt đã gơm gớm nước mắt từ lâu, sợ đối diện với ông đặng cô lại khóc nhòe như trẻ con. Vũ Dịch Đức ngồi xuống ghế rót trà vào ly, đưa cho ông đặng ngồi đối diện, lên tiếng nói với ông, ba à, ở một mình sẽ buồn, hay là cứ đến Vũ Gia để con và Song Nhi chăm sóc. Chúng ta đều là người một nhà. Không cần đâu con. Hằng ngày ba đều đến đó làm việc mà, với lại nơi đây có mấy ông bạn già đánh cờ, tâm sự nên cũng không buồn lắm đâu song nhi đâu rồi cô ấy đi làm đồ ăn sáng rồi ạ à? ông đặng gật đầu đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bên trong ba yên tâm con sẽ không đối xử tệ bạc với cô ấy những gì con hứa con nói với ba chắc chắn con sẽ làm được nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của vũ dịch đức ông đặng nở nụ cười đầy sự tin tưởng dành cho anh ba tin tưởng con sẽ đem lại hạnh phúc cho song nhi nên mới gả con bé cho con quả thật tiền rất quan trọng nếu ba có nhiều tiền thì mẹ của sông nhi cũng không mất ba thừa nhận mình muốn cho sông nhi một cuộc sống tốt nhưng tiền không phải là yếu tố quyết định ông đặng chậm rãi từ tốn nói từng câu từng chữ với vũ dịch đức ông cầm lấy ly trà mà anh rót cho ông đưa lên miệng nhấp môi một ngụm nhỏ sau đó nói tiếp từ nhỏ con đã là một cậu bé ngoan ngoãn thông minh học giỏi nghe lời ba mẹ tuy vũ gia tiếng tâm lừng lẫy bậc nhất con lại là người thừa kế vũ thị, nhưng con không ỷ vào đó mà ăn chơi trác táng như những thiếu gia khác. Con ý thức được trách nhiệm của mình, vũ thị phát triển vững mạnh như ngày hôm nay đủ để chứng minh con bản lĩnh như thế nào. Dịch Đức, giao sông nhi cho con, bà rất yên tâm. Vũ Dịch Đức trầm mặt nhìn ông Đặng. Trong lòng thầm ngưỡng mộ, ông Đặng vào vũ gia làm việc cũng được 19 năm, lúc anh lên 9 tuổi. Hoàn cảnh rất đáng thương, ông từng kể rằng Mẹ của đặng sông nhi bệnh nặng, vì không đủ tiền chữa trị nên đã qua đời. Cảm ơn ba đã tin tưởng con. À, trước khi kết hôn con có mua tặng cho sông nhi một căn biệt thự cũng gần đây. Tuy có người làm và quản gia dọn dẹp, coi sóc nhưng con không yên tâm lắm. Hay là ba đến đó giúp tụi con? Ba biết, con có lòng tốt nhưng ba đã quen sống nơi đây. Dịch vũ đứa thở dài đầy bất lực trước ông đặng, không gian im lặng một lúc ông đặng trầm ngâm uống trà và suy tư sau đó lên tiếng nhắc nhở anh dịch đức à tuy con đã nói rõ với ba nhưng sông nhi thì chưa biết gì cả ba hy vọng con sẽ xử lý ổn thỏa để tránh sông nhi hiểu lầm vì thái tiểu thư làm việc tại vũ thị dạ vâng khóe môi của vũ dịch đức công lên đầy sự gian xảo và thâm hiểm nhưng rất nhanh đã thu lại hoàn toàn bình thường ông đặng cau mày dưới con mắt đã từng trải của ông ông nhận thấy vũ dịch đức có ý đồ sâu xa khi kết hôn với sông nhi nhưng không tiện nói với ông rõ ràng là muốn cả hai ở lại ăn cơm tối cùng ông đặng rồi mới về lại vũ gia đặng sông nhi lủi thủi bước đi cách vũ dịch đức khá xa đôi mắt đỏ hoe trong lòng lo lắng và không nỡ bỏ ông sống một mình khi đã lớn tuổi bước chân nặng nề và khập khựng không được tự nhiên vũ dịch đức đang đi thì bỗng nhiên dừng lại xoay người nhìn về phía sau anh thở dài bước ngược trở lại em là con rùa sao? Em không quen mang giày cao gót. Vũ dịch đức như hiểu ra vấn đề, thảo nào anh thấy đặng song nhi đi đâu cũng mang giày thể thao. Lúc ở buổi tiệc suýt ngã mấy lần, đi đứng thì chậm chạm khập kiển, tôi cổng em. Đặng song nhi xua xua bàn tay, gấp gáp từ chối, không cần đâu, em đi được mà. Khuôn mặt của vũ dịch đức có chút khó chịu, khuyền người thấp xuống, cao giọng ra lệnh, lên. Nhanh lên, trời sắp mưa rồi, em có tin tôi cho em đi bộ về không đặng song nhi làm gì dám từ chối nữa sợ sệt ngã người vào lưng anh vòng hai tay qua ông lấy cổ từng bước từng bước chân mạnh mẽ uy lực của vũ dịch đức làm lòng ai đó ấm áp đặng song nhi mỉm cười ngô nghê thật hạnh phúc khi được chồng che chở quan tâm chăm sóc như thế này chiếc xe lái vào trong vũ gia vệ sĩ bước tới mở cửa cúi đầu cung kính vũ dịch đức bước xuống hạ thấp người định bế đặng sông nhi nhưng cô liền nhanh nhẹn từ chối ba mẹ ở bên trong em rất ngại vũ dịch đức thở dài đưa một tay cho sông nhi vịn vào và bước xuống bà vũ ngồi bên trong nhìn ra lòng đầy sự vui vẻ cả hai bước vào đặng sông nhi lễ phép cúi đầu trước ông bà vũ ba mẹ con mới về ạ à? ừ hôm nay hai đứa có đi bệnh viện khám sức khỏe không dạ không anh ấy không chịu đặng sông nhi lén lút nhìn lên vũ dịch đức khi vừa mách tội anh xong hôm nay sau khi ăn trưa cô có bảo anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhưng anh bảo rằng không sao rồi cùng ông đặng đánh cờ đến chiều con không sao cả chẳng qua dạo này không có thời gian để nghỉ ngơi nên mới đau đầu mẹ và sông nhi đừng làm quá lên như vậy cái thằng này cứ y y chắc chắn là giống ông rồi đợi tôi ra tay thì mới chịu đi có phải không hả Bà Vũ liếc nhìn Vũ Dịch Đức rồi liếc sang ông Vũ. Ông giả vờ đưa mắt nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ như không hay, không biết, không liên quan đến mình, tụi con lên phòng trước. Vũ Dịch Đức đặt tay lên eo của đặng song nhi định bước đi. Ông Vũ thấy vậy liền hắn giọng, lấy lại sự nghiêm túc, lên tiếng, khoan đã. Dịch Đức. Một lát sang thư phòng gặp ba, ba có việc muốn nói với con. Có việc gì vậy ba, Vũ Dịch Đức vừa bước vào thư phòng đã thấy ông Vũ ngồi trầm ngâm ở sofa. Anh đợi đặng Sông Nhi vào tắm liền sang đây, dường như anh đã đoán được ông Vũ muốn nói việc gì. Con ngồi xuống đi. Vũ Dịch Đức gật đầu, ngồi xuống đối diện với ông. Ông Vũ nhìn anh một lúc, sau đó lên tiếng: Dịch Đức, ba hỏi con, con nhất định phải trả lời nghiêm túc. Tại sao con lại làm vậy? Chuyện đó không phải đã nói xong rồi sao? Nhưng Dịch Đức à tuyết như thương con thật lòng. Vũ dịch đức đã thức từ lâu, nhưng vẫn chưa muốn rời giường. Hôn lễ qua đi, sức khỏe của anh liền giảm xuống, hay đau đầu và mệt mỏi. Cũng phải thôi, trong vòng một tháng rưỡi, anh sắp xếp và chuẩn bị lễ đính hôn và kết hôn, cộng thêm công việc. Nếu không mệt thì chắc chắn người anh làm bằng gỗ đá, nửa nằm nửa ngồi trên giường, Vũ Dịch Đức đưa tay vuốt ngược mái đang rũ rượi ra sau xong rồi xoa xoa cái đầu đang đau nhất của mình thầm nghĩ mình nên nghỉ ngơi một thời gian ông vũ ở nhà tận hưởng cũng lâu rồi đã đến lúc phải đi làm trở lại ưm ừ. đặng sông nhi trở mình quay sang ông chặt lấy vũ dịch đức trong tư thế nửa nằm nửa ngồi của anh tất nhiên tay cô đang đặt ngang em trai ruột của anh cảm giác ấm ấm nóng nóng đặng sông nhi khó chịu mở mắt tối qua chưa đủ hay sao còn muốn trêu nó a à, đặng sông nhi vội vàng rút tay về lại khuôn mặt nhăn nhó đáng thương trời ơi sáng sớm đã thấy con vật đáng sợ này thì xác định cả ngày cô bị ám ảnh em không có trêu em em vô tình thôi rõ ràng là cố tình khuôn mặt yêu nghiệt của vũ dịch đức tràn đầy ý cười búng yêu vào chiếc mũi thon cao tuyệt mỹ đặng sông nhi ngượng quá đảo mắt một vòng sau đó liền đổi hướng sang chuyện khác anh ơi hôm nay là thứ bảy anh có lên tập đoàn không có, tôi lên sắp xếp công việc một chút. Chiều sẽ lên máy bay đến Mandiver luôn. Thật á? Đặng Song Nhi phấn chấn ngồi dậy nhìn Vũ Dịch Đức, anh cười trả lời, tôi không đáng tin như thế sao? Sắc mặt của Song Nhi thay đổi, trở nên đượm buồn. Lắc đầu. Ngữ điệu yếu xìu, dạ không có. Em sao vậy? Sao lại buồn? Không thích đến Mandiver hay sao? Nào, em thích đi đâu, tôi chiều em đặng song nhi tiếp tục lắc đầu hờ hững trả lời không em thích lắm vậy tại sao lại buồn song nhi ngẩng mặt nhìn vũ dịch đức anh ngồi thẳng dậy cau mày nôn nóng chờ đợi câu trả lời của cô em không thích anh cứ xưng tôi với em em không thích chân mày của vũ dịch đức giãn ra rõ rệt sau câu trả lời đầy quyết liệt mạnh mẽ của song nhi cô dường như đã thích nghi với cuộc sống vợ chồng chẳng còn sợ anh như trước nhếch nhẹ khóe môi anh nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, ngọt ngào, mấy hôm nay tôi. Mấy hôm nay anh làm em buồn lắm sao? Đặng song nhi thật thà gật đầu, nở nụ cười tỏa nắng đáp trả ánh mắt của anh. Vậy phải phạt anh rồi. Đặng song nhi lơ ngơ chưa hiểu ý của vũ dịch đức, bỗng nhiên anh đè cô xuống giường, lấy chăn chùm kín lên người của cả hai, à, anh làm gì vậy? Em ngợp quá. Ư, ư, song nhi hốt hoảng la hét lên, nhưng nhớ ra mình chưa đánh răng, liền đưa tay bụng miệng, vũ dịch đức khẽ cười, lên tiếng nói, phạt anh. Ủa, đây là phạt anh hay phạt cô, hai tay của vũ dịch đức giữ chặt chiếc chăn không cho tung ra. Cuối đầu mơn trớn trên da thịt đã đầy dấu hôn nhàn nhạt. Đặng song nhi như bị thôi miên, lúc đầu còn vùng vẫy nhưng khi anh chạm vào chiếc cổ liền nằm im tre, ánh mắt và khuôn mặt chứa đầy hạnh phúc, còn có chút mong chờ, thấy song nhi đã chịu phối hợp cùng mình, Vũ Dịch Đức mở chiếc chăn ra khỏi đầu cho cô dễ thở. Giọng điệu cưng chiều, ánh mắt mê mệt nhìn sâu vào đôi mắt cô hỏi. Ăn sáng muộn một chút nhé. Đặng song nhi ngượng ngùng ra mặt, ngoảnh mặt sang một bên gật đầu với anh, có mấy ai đủ quyết tâm từ chối người mình yêu chứ. Buổi chiều, đặng song nhi ngồi cùng với bà Vũ ở sofa, nói chuyện với bà Tần và bà Âu. Vốn dĩ bà không thân thiết với hai bà ta, nhưng họ cứ đến làm thân xỉn nịnh, song nhi đúng là ngoan hiền chị thật có phúc đấy chị vũ nghe bà tần nói vậy bà âu ngồi kế bên cũng hùa theo nói thêm đúng đó đúng đó không như cô gái thái tuyết như kia hống hách kiêu căng không có phép tắt một chút cũng không bằng sông nhi dịch đức thật rất thông minh và sáng suốt đặng sông nhi chỉ biết cười gượng nhìn sang bà vũ cô thừa biết họ chỉ giả tạo khen cô vậy thôi chứ nếu họ là bà vũ chưa chắc họ đã chấp nhận cô, bà Vũ công môi cười khẽ, những người ra phía trước bàn, lấy cây nĩa cắm vào miếng táo đưa cho sông nhi, dịch đức thương đâu thì tôi chịu đấy, tình yêu của con cái mà. Còn về sông nhi thì từ lâu tôi đã xem con bé như là con gái. Đặng sông nhi cắn nhẹ miếng táo, đôi mắt đo đỏ cảm động nhìn bà, câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng nó như cái tác vào mặt họ, khiến cho cả hai bà Âu và bà Tần đau đến đỏ mặt, làng môi run run, run giật giật thương đâu chịu đấy không quan trọng môn đăng hộ đối không quan trọng học thức phải phải lúc này bên ngoài có chiếc xe lái vào Đặng sông nhi nghĩ là Vũ dịch Đức đã về liền hớn hở đặt cây nĩa xuống bàn đứng dậy bước ra đón anh nhưng không như đặng sông nhi đã nghĩ hát nhạc trợ lý của Vũ dịch Đức và hai tên vệ sĩ bước xuống xe vòng ra phía sau mở cốc đem nhiều túi giấy ra bên ngoài cả ba tay sách nách mang đi vào đứng trước sông nhi cúi đầu chào hỏi thiếu phu nhân đặng song nhi gật đầu đáp lại ánh mắt hạ xuống nhìn vào những túi giấy trên tay họ đây là hát nhạc mím môi nhịn cười trả lời là vũ tổng mua cho cô đấy bà vũ bật cười thành tiếng nói lớn dịch đức cũng thật là mua cho vợ sao không dẫn vợ theo để chọn nó là đàn ông tính tình lại cục súc như vậy thì biết mua gì chứ bà vũ hết mặt lên cao hãnh diện về con trai mình trước mặt bà âu và bà tần vũ dịch đức không những thông minh tài giỏi Hiếu thảo. Mà còn rất thương vợ, ở thành phố B này có mấy người được như con trai bà chứ, thiếu phu nhân, có cần tôi mang lên phòng giúp không? Hắc Nhạc, đem lại đây, để ta xem thằng cục súc đó chọn thứ gì. Hắc Nhạc nghe bà Vũ nói vậy liền lướt qua đặng sông nhi đem đến cho bà. Phu nhân à, có một món người không ngờ tới đâu. Ha ha. Bà Âu và bà Tần cũng tò mò nghiêng ngó muốn xem trong lòng nổi lên một trận ganh tị ghen ghét, tầm mắt nhìn theo từng động tác của bà Vũ, là giày, sao dịch đức mua nhiều giày thể thao như vậy? Phu nhân, túi này mới thú vị. Hát nhạc lúc này không thể nhịn nữa, cười ngặt nghẽo, đỏ trạch cả mặt, theo Vũ tổng bao nhiêu năm. Chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này, bà Vũ lấy món đồ trong túi giấy cầm lên xem. Từ kinh ngạc đến cười nghiêng ngã cơ thể, không tin Vũ Dịch Đức có thể mua thứ này cho Song Nhi thay đổi thay đổi thật rồi, khuôn mặt của đặng song nhi ửng đỏ, nóng bừng lên khi bà Vũ cầm bộ bikini màu đỏ đưa lên trước mặt mọi người, sao có thể như vậy chứ, song nhi à, hai đứa định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Bà Vũ vừa cười vừa hỏi. Dạ. Dạ Mandiver. Đúng rồi, đúng rồi. Dịch Đức mua bikini cho con là đúng rồi ha. Rầm, chiếc điện thoại vô tội bị thái tuyết như dùng lực mạnh quăng thẳng vào góc tường trong phòng bệnh, miếng Trăng tức giận khi vừa nhìn thấy tin tức trên mạng xã hội. Điên cuồng gào thét trong căm tức, Vũ Dịch Đức khốn kiếp. Tuy Vũ Dịch Đức không hoạt động trong giới showbiz, nhưng với thân phận và địa vị, sự quan tâm của báo chí truyền thông dành cho anh không hề thua kém những ngôi sao hạng A, thậm chí còn hơn thế nữa khi anh vừa tổ chức hôn lễ thế kỷ, chấn động về độ sang trọng, xa hoa, lộng lẫy, chiều nay. Trên mạng xã hội lại trầm rộ hình ảnh vợ chồng Vũ Tổng tình tứ, tay trong tay ở sân bay đi hưởng tuần trăng mật. Còn có những khoảnh khắc ngọt ngào. Thân mật khiến ai ai nhìn vào chỉ biết ganh tị, ao ước, cạch, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, người đàn ông anh Tuấn cao ráo xuất hiện, nhếch mép nhìn vào những mảnh vụn dưới nền. Không chút kiên dè đi lại sofa tự nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân trông rất nghênh ngang, cao ngạo. Một cô gái thông minh, xinh đẹp, kiêu sa như thế này lại bị bỏ rơi, thật là đáng tiếc. Cút đi hai mắt của Thái Tuyết như đỏ trạch như máu, trừng mắt với hàng gia huân, thay vì tức giận thì tại sao em không nghĩ cách cướp lại. Hàng gia huân bước lại gần, ánh mắt và khuôn mặt chẳng biết là có ý tốt hay ý xấu, thật lòng muốn giúp hay chỉ muốn cô làm con cờ cho anh ta điều khiển. Thái Tuyết như nhếch môi cười khinh bỉ, khoanh tay trước ngực, phong thái điềm tĩnh, bản lĩnh của một cô gái 24 tuổi, không còn mất kiểm soát như vừa rồi, hàng gia huân, tôi không phải là con ngốc. Quan trọng là, chuyện đó là chuyện của tôi và anh ấy, anh nghĩ mình là ai? Là chủ tịch tập đoàn Vũ Thị hay sao? Sắc mặt của hàng gia huân liền biến đổi sau thái độ và câu nói khinh thường của Thái Tuyết Như. Nhưng cũng rất nhanh anh ta đã kìm nén lại. Bật cười, muốn chạm vào mặt của cô nhưng đã bị cô hất mạnh tay ra, cánh tay cứng nhắc ở giữa không trung, thu tay về, nhếch mép nói, tôi không là ai cả, nhưng tôi có trái tim chân thành dành cho em. Người thật lòng, em nhẫn tâm dẫm đạp người trêu đùa em lại xem là cả thế giới xứng đáng không tuyết như chân thành thật lòng nghe có quá buồn cười không hàng gia huân anh nổi tiếng là ăn chơi trác tán nếu như không phải là cháu của vũ gia liệu có còn nguyên vẹn đứng ở đây nói mấy lời điêu ngoa này với tôi không khóe môi của hàng gia huân công lên một đường tuyệt đẹp gian xảo một cách đê tiện lần nữa đưa tay chạm vào mặt của Thái Tuyết như vuốt ve, sau đó nâng nhẹ chiếc cầm tinh tế của cô lên, giọng điệu đầy sự nuông chiều giả tạo. Tôi có thể vì em mà thay đổi, Tuyết như à. Tôi sẽ chẳng bao giờ động lòng với một kẻ kém cỏi như anh. Thái Tuyết như nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc nhọn. Dù đang bị ống phải nằm viện, nhưng cũng không làm mờ nhạt đi sự xinh đẹp trời cho và thần thái kiêu kỳ cuốn hút, và cũng chính vì điều này đã thu hút được Vũ Dịch Đức. Hàng gia huân đã kiềm chế hết nổi với thái độ ngạo mạn, kiêu căng của thái tuyết như, đứng thẳng dậy, đút hai tay vào trong túi quần, nhếch mày nói, vậy em chờ xem, xem thằng kém cỏi này sẽ làm được những gì. Thái tuyết như, sẽ có một ngày tôi ở trên cao đạp anh ta rớt xuống đất. Tôi không biết là sẽ có ngày đó hay không, nhưng hiện tại anh đã bị dịch đức đạp xuống. Và cũng rất có thể từ giám đốc xuống làm bảo vệ. Thái tuyết như vẫn cứ vênh vang không biết sợ hãi, còn cố ý nói khích anh ta hàng gia huân chính là em họ của vũ dịch đức con của cô anh nhưng tính tình của cả hai trái ngược chẳng thể hòa thuận hay thân thiết hơn hai tháng trước vũ dịch đức đã không nể tình anh em từ phó tổng đã văng hàng gia huân xuống làm giám đốc để bạn thân của mình là phó tôn trạch ngồi vào vị trí đó điều đó làm anh ta tức giận và phẫn nộ vô cùng đến tận vũ gia mách với ông vũ nhưng vẫn không được giải quyết vì anh ta rõ ràng là một tên bất tài vô dụng cô sao hả tôi thế nào tốt nhất đừng động đến tôi cái giá phải trả e là rất đắt thái tuyết như nghênh mặt nhướng mày một biểu hiện sợ hãi cũng chẳng có được lắm rầm hàng gia huân bỏ đi trong cơn tức giận tột cùng cánh cửa dường như muốn hỏng với anh ta thái tuyết như thu lại thái độ và ánh mắt đó cũng giống như hàng gia huân trong lòng cô ta cũng đang bừng cháy lửa hận yêu vũ dịch đức là thật cố gắng hoàn hảo bản thân để trở thành hình mẫu lý tưởng của anh, nhưng rồi, hơn ba tháng quen cô, không một tấm ảnh chung, không một lần đi du lịch, không công khai, nếu như cô không cố tình. Thì nhân viên trong tập đoàn cũng không biết, còn Đặng Sông Nhi, chỉ một tuần đã công khai trước báo chí truyền thông, được tổ chức lễ đính hôn trịnh trang, long trọng, được đi châu Âu chụp hình cưới, chỉ hơn một tháng đã khoát tay của anh bước lên lễ đường với danh phận Vũ Thiếu Phu Nhân. Như vậy có công bằng với cô không? Hừ, Thái Tuyết như tự cười mỉa mai chính mình, đến giờ cô vẫn chưa biết lý do tại sao mình lại bị anh ruồng bỏ như vậy, một lý do không hợp quả thật không hợp lý, cô không hợp vậy thì Đặng Song Nhi sẽ hợp chắc. Một đứa con gái quê mùa, địa vị thấp hèn thì sao sánh bằng một tiểu thư khuê cát, có học thức như cô chứ, chẳng lẽ? Không thể nào. Không thể nào. Anh ấy không thể nào biết được. Đến Mandiver được ba hôm, đặng sông nhi từ choáng ngợp đến mê mẩn nơi đây chẳng muốn về chút nào cô vô cùng thích thú với bãi cát trắng mịn lấp lánh nước biển trong vắt và không khí thoáng đoản dễ chịu thành thật mà nói đặng sông nhi có số phận vô cùng tội nghiệp lúc nhỏ cô luôn bị bạn bè ức hiếp bắt nạt vì không có mẹ và gia đình khó khăn khi lớn cô chỉ quanh quẩn ở thành phố b chưa từng bước lên một chiếc siêu xe hay bước vào một nơi sang trọng nhưng từ khi đồng ý kết hôn với Vũ Dịch Đức, cuộc đời cô như bước sang một trang sách mới. Lần đầu tiên đi máy bay, cô lần lần cảm giác khó tả. Lần đầu ngồi vào chiếc xe sang trọng, cô ngập ngạc muốn không thở được. Ngập vì chính cô chưa từng nghĩ mình sẽ được như vậy, ngày đầu tiên khi đến đây, Đặng Song Nhi rất phấn khích nên đã bị Vũ Dịch Đức dụ dỗ chơi trò chơi mạo hiểm. Sợ nhất là đi mô tô nước và chơi dù lượng, làm cô sợ đến muốn ngừng thở choáng váng đến muốn ngất đi. Ngày thứ hai, Vũ Dịch Đức bù đắp bằng một chuyến tham quan thủ đô Ma Lê và buổi ăn tối lãng mạn. Khung cảnh nên thơ, ghi dấu những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ nhất trong cuộc đời của Song Nhi cô. Hôm nay Vũ Dịch Đức quyết định không đi đâu cả, mà cùng với đặng Song Nhi bơi lội trong hồ bơi vô cực, cô nóng bỏng, quyến rũ trong bộ bikini hai mảnh màu đen, tôn lên làn trắng sứ. Đang ngồi thưởng thức ly nước cam và trái cây trên chiếc phao bơi hồng hạt, ngắm nhìn khung cảnh hữu tình trước mắt Sông Nhi, xuống bơi nào Vũ dịch đức mỉm cười bơi tới Với tay muốn kéo đặng sông Nhi xuống Nhưng cô nào chịu Lắc đầu ngoay ngoẩy từ chối Không xuống đâu, anh bơi đi ạ à. Đặng sông Nhi có chút hơi xấu hổ Vì bản thân có dáng bơi rất xấu Nếu để anh nhìn thấy chắc chắn Sẽ cười một trận đau bụng Vũ dịch đức nào cam tâm Vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của cô Nhất quyết kéo xuống Biết không còn đường nào trốn thoát song nhi đành nhượng bộ bỏ ly nước cam xuống vòng tay ông lấy cổ anh hai ánh mắt mê đắm mê đuối nhìn nhau vòng một đầy đặn của cô o ép vào vòng ngực săn chắc của anh da thịt dính sát vào da thịt khung cảnh ái muội bắt đầu hiện lên rõ nét không không phải anh nói muốn bơi sao buông em ra thì mới bơi được ạ à? nhưng chân em đang quập hông anh tay em đang ôm chặt cổ anh anh buông ra bằng cách nào đây hửng đặng sông nhi âm thầm nuốt ngụm nước bọt đưa mắt nhìn xem mình có như anh nói không hiện tại cô dường như mất hết cảm giác lúc này cô thật muốn ai đó đánh cô ngất đi cô sẽ cảm ơn họ rất nhiều vũ dịch đức bật cười lớn cả chóp mũi của mình vào chóp mũi của sông nhi giọng khàn khàn nói nhi à tại sao lúc trước anh không thể nhìn ra em có nhiều điều thú vị như vậy âm thanh vừa dứt thì bàn tay to lớn đặt ở mông cô bóp mạnh một cái cho thỏa mãn ít hầu chuyển động từng đợt Ánh mắt si mê phủ màu ham muốn, nếu sớm biết như vậy anh đã nghe lời của mẹ, tìm hiểu sông nhi, không phí thời gian vào người thái tuyết như, à, đau, buông em ra. Đặng sông nhi vùng vẫy, dãy dụa hai chân ở dưới nước, sau lần trước cô đã thông minh ra. Ánh mắt này, giọng nói này, chỉ có thể là đang tính làm thịt cô thôi, thành công thoát khỏi vòng tay của vũ dịch đức, chẳng phải anh không đủ sức giữ sông nhi lại. Nhưng do anh muốn xem cô làm gì tiếp theo, Đặng Song Nhi chậm chạp bơi vào và leo lên thành hồ. Ngoái đầu nhìn lại, cô mỉm cười dịu dàng với anh, "Em đi chơi, anh bơi một mình đi nhé." Nói rồi, Đặng Song Nhi dốc hết sức chạy đi. Từ làn nước trong xanh có một thân hình to lớn, vạm vỡ gấp gáp phóng lên như gió, đuổi theo người phụ nữ kia, "Song Nhi, em muốn đi là đi được à?" "Á, à, chưa chạy được tới đâu thì đã bị Vũ Dịch Đức giữ lại." Mạnh bạo siết chặt cô trong lòng, "Chạy nữa đi." Giọng cười trầm thấp ma mị phả vào tai. Song Nhi khẽ rùng mình một cái. "Như có dòng điện chạy qua, em, em chỉ định đi thay đồ thôi ạ." À. "Ồ, trùng hợp anh cũng muốn đi thay đồ, không người xuống bế ngang đặng Song Nhi lên, cô nhăn mặt lặng thầm mắng mình ngu, "Dịch Đức, em muốn đi dạo biển." "Chúng ta cùng đi nha anh, anh sẽ cho em ngắm hoàng hôn." Hoàng hôn hiện tại chỉ đang buổi trưa thôi mà, chẳng lẽ, em nghĩ đúng rồi đấy, ngày càng hiểu ý anh. Rất tốt. Vũ Dịch Đức từng bước bế song nhi đi vào phòng tắm, khuôn mặt đầy sự đắc ý, cả hai vốn đi hưởng tuần trăng mật, nhưng đến đây ba hôm vẫn chưa được lần nào, như vậy có quá sai trái không chứ, đặng song nhi hoàn toàn bất lực, thôi thì ngắm hoàng hôn cũng được, nhưng khoan, vào phòng tắm làm gì cơ chứ, chẳng lẽ đã hiểu sai ý của anh định mở miệng hỏi Vũ Dịch Đức thì cả hai đã bước vào. Anh thả cô xuống, tiện thể đưa tay bật vòi nước, dòng nước ấm phun xuống hai thân thể đẹp để như tranh vẽ. Vũ Dịch Đức tiến tới, môi chạm vào môi rồi nhanh chóng rời đi, tiến xuống chiếc cổ trắng ngần mút lấy, đặng song nhi đứng yên mặt anh khiêu khích, đôi mắt mê ly mông lung. Chẳng biết lúc nào hai tay đã vòng lên cổ anh gắt gao ông lấy, rất nhanh, chiếc áo tắm mỏng manh đã bị Vũ Dịch Đức vứt dưới sàn anh di chuyển từ cổ xuống ngực một bên xoa nắng một bên cho vào miệng khích thích viên ngọc đỏ hồng xinh xắn đáng yêu đặng sông nhi thở gấp gáp một tay bám vào cổ anh một tay vuốt mặt gặn ra từng chữ tắt nước tắt nước vũ dịch đứt vói tay tắt nước sau đó lấn tới ép tấm lưng của sông nhi vào tường bàn tay thô to chạy dọc xuống phía dưới mở dây buộc thắt nút ở hông anh buộc được thì mở được anh ơi có thể ra giường không nhả nụ hồng của cô ra, cười xấu xa trả lời, nhưng anh thích ở đây hơn, nhìn xem, cảnh đẹp lắm phải không? Hết phần 2, nếu hay các bạn nhớ like, comment và đăng ký kênh để nghe tiếp các truyện hay trên kênh audio truyện hay nha. Cảm ơn các bạn.